Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt cửa hàng an sinh nhằm giúp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mua những mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng. Cầm phiếu quà tặng đến cửa hàng an sinh tại phường Đa Cao quận 1 để mua các mặt hàng thiết yếu, bà Hiếu rất vui vì tiết kiệm được một khoản tiền để lo cho gia đình. Tôi thấy rất là vui bởi vì là khi nhận được cái phiếu thì nói chung là cái vật chất thì không có nói, nhưng mà đấy là cái tình cảm để dành cho những người mà cũng có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì nói chung là như này là cũng rất là vui, tức là nhà nước vẫn quan tâm. Cửa hàng an sinh quận 1 mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần, với 34 mặt hàng thiết yếu. Hàng tuần, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách sẽ được phát phiếu mua hàng trị giá từ 200 đến 500 ngàn đồng và mua trực tiếp tại cửa hàng an sinh. Thấy cũng tốt cho xã hội, cộng đồng, cho những người khó khăn, thiếu thốn cũng đỡ nhiều lắm. Người khó khăn, người ta kiếm tiền cũng khó lắm, dân lao động người ta kiếm tiền cực khổ lắm, người ta được gì người ta vui mừng lắm. Có những hộ cái phiếu 500 đó là cả một cái món quà, cái tình cảm đó, người ta vui lắm, người ta vui và cảm ơn, gửi lời cảm ơn, nói là không ngờ là sau cái trận đại dịch mà chúng tôi vẫn được tiếp tục duy trì chăm lo như thế này. Được xét hàng tuần mà, xét hàng tuần có thể luân phiên, nhưng mà có thể là một tháng người ta lại được quay trở lại, những hộ khó khăn như thế đó, cho nên họ rất là vui được cầm cái phiếu 500 ngàn đó để đi chọn những món quà, những cái sản phẩm mà gia đình mình cần á. Mình cũng vậy, cửa hàng có cái gì, các cô chú cần cái gì là các cô chú cứ nhận. Và phương châm cửa hàng là không để ai bỏ lại phía sau. Từ tháng 5 2022 đến nay, cửa hàng An Sinh quận 1 đã hỗ trợ hơn 500 trường hợp là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa của địa phương chăm lo cho người dân sau tác động của dịch COVID-19, với mong muốn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hôm qua tại Hà Nội, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Công an Nhân dân lần thứ 10 và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hiện nay, Công đoàn Công an Nhân dân có trên 23.900 đoàn viên sinh hoạt tại 22 công đoàn cấp trên trực tiếp và 538 công đoàn cơ sở. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, nhiều hoạt động công đoàn các cấp trong Công an Nhân dân đã được tổ chức, trong đó nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt chính trị, tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội tình nghĩa, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn và đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. 6 tháng cuối năm, Công đoàn Công an Nhân dân sẽ tập trung công tác tham mưu xây dựng, ban hành chỉ thị lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028, hướng dẫn công đoàn các cấp chuẩn bị tốt đại hội theo lộ trình. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Công an Nhân dân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 nhấn mạnh.